đang hát mà khán giả gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc, ST Sơn Thạch có cách đáp trả đầy khéo léo. Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ST Sơn Thạch đang biểu diễn trên sân khấu, thì từ phía dưới khán giả gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc. Ngay lập tức, ST Sơn Thạch có phản ứng đầy khéo léo. Xuất hiện tại một tụ điểm biểu diễn khi ST Sơn Thạch đang đứng trên sân khấu, khán giả đã chọc ghẹo anh chàng bằng cách hỏi Ninh Dương Lan Ngọc ngay lập tức st sơn thạch nhanh chóng đáp trả lan ngọc hả lan ngọc chưa lan ngọc thứ tư lận câu trả lời của st sơn thạch đã nhanh chóng khiến khán giả bên dưới không khỏi vỡ hòa à vì thích thú đây cũng là câu hỏi vui của khán giả khi nhắc đến lan ngọc để chọc kẹo st thôi nhưng thay vì né tránh hay ngó lơ st đã trả lời đầy chân thành minh dương lan ngọc và st sơn thạch là một trong những đôi bạn thân hiếm có khó tìm trong showbiz Việt, bởi cả hai không những có sự nghiệp thành công, mà mỗi lần Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch có dịp nhảy nhót cùng nhau đều khiến người hâm mộ không khỏi vỡ hòa vì nét vũ đạo hút mắt. ST Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc từ lâu đã được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý vì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nhiều năm nay. Cả hai mặc dù không lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn liên tục lộ hin sát cánh bên nhau, khiến fan không ít lần bán tín bán nghi. Thế nhưng khi được hỏi về chuyện tình cảm với Lan Ngọc, ST từng chia sẻ, tình cảm tôi dành cho Lan Ngọc luôn tốt đẹp tôi không muốn lợi dụng tình cảm đó để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng về vấn đề được ghép đôi với cô bạn thân nam ca sĩ thẳng thắn tôi khẳng định luôn chúng tôi vẫn là những người bạn rất ok chỉ là do khán giả yêu thương nên ghép đôi lại thôi